Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi kết chú vịt. Chú vịt này thì chúng ta sẽ, chỗ này là mình hoàn toàn dùng bằng hạt 6 ly. Các bạn thích pha màu cái mỏ này màu đỏ hoặc là màu cam như thế này thì tùy nhá. Tất cả đều là hạt 6 ly, mỏ cũng hạt 6 ly và cái mắt cũng hạt 6 ly. Giờ chúng mình bắt đầu. Các bạn sẽ kết này. Đầu tiên là dây phải 5 hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chéo qua. Chờ mình chút. Dây trái chúng ta chéo qua này. Dây phải của chúng ta 5 vàng. 5 hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt các bạn nhé. Dây phải 4 hạt. Dây phải 4 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp tục, dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu 4 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái tiếp tục tiến về bên trái một hạt. Tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta lại sâu 3 hạt. 4 hạt. Sâu 4 hạt các bạn nhé. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chéo qua. Giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt.
tiến về bên trái một hàn. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt. Chỗ này mình nhầm các bạn ơi. Chỗ này mình nhầm nhé. Đây. Chỗ này này. Sau khi mình kết này rồi đúng không? Dây trái chúng ta sẽ tiến sang trái một hạt. Nhưng mà dây phải thì chỉ có sâu 3 hạt thôi các bạn nhé. Dây phải sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Chứ không phải là 4 hạt nhé. Đây. Chúng ta là vòng này. Sau đó, dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 4 hạt. Dây phải sẽ sâu 4 hạt nhé. 4 hạt, dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiếp tục tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu. Dây phải chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp tục, dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 4 hạt nhé. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta
1, 2, 3, 4, 5. Dây phải của chúng ta sẽ sâu. Sâu 3, 4 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến 2. Dây trái chúng ta tiến 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái. Bốn vàng. À, chỗ đoạn này. Chỗ đoạn này không không phải các bạn nhé. Các bạn. Chết rồi, mình tháo ra hơi nhiều. Đến đoạn vòng 6. Chúng ta tiến 2 hạt. Sau đó chúng ta sẽ sâu một, bắt đầu làm mắt rồi các bạn ạ. Một hạt đen. Rồi đến một hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Sorry các bạn nhé. Đấy. Bây giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt. Tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu. Một. Các bạn, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ lấy một hạt vàng. Các bạn có thể dùng bằng hạt đỏ, còn đây là mình dùng bằng hạt cam. Thì các bạn sẽ dùng dây phải chúng ta sẽ sâu một hạt vàng. Một hạt màu cam như của một hạt màu đấy, các bạn muốn hạt màu gì thì các bạn ấy. Và tiếp tục là hai màu vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp tục, dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Tiến về bên trái 2 hạt nhé. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt. Dây trái của chúng ta tiến về 2 hạt. Và dây phải chúng ta sẽ lại bắt đầu làm một hạt đen và một hạt vàng nhé. Bắt đầu lại làm mắt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Đây là đoạn kết vòng đấy các bạn ạ. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Sau đó dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt.
dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chéo qua. Giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái. Hai hạt. Và dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái của chúng ta chéo qua. Chéo qua. Giờ dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 3 hạt màu vàng. 3 hạt vàng, dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến 3 hạt các bạn nhé. 1, 2, 3. Dây trái tiến 3 hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 2 hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Sau đó, dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến 3 hạt. 1, 2, 3. Dây trái chúng ta tiến 3 thì dây phải chúng ta sẽ sâu 2 vàng các bạn nhé. 2 vàng. Sau đó dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt màu vàng. Ba vàng.
dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp theo, dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái. 1, 2, 3. Ba hạt. Ôi trời ơi. Tiến 3 hạt các bạn nhé. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt vàng, không phải vàng mà là 2 hạt cam. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái 1 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt màu cam. 3 hạt cam. Sau đó chúng ta dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 3 hạt các bạn nhé. Tiến về bên trái 3 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 1 hạt cam và 1 hạt vàng. Giờ dây trái của chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Tiến bên trái 2 hạt các bạn nhé. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến qua 2 hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 3 hạt vàng. Dây trái chúng ta sẽ chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 3 hạt. Một, hai, ba. Dây phải của chúng ta sẽ sâu. Ba. Dây chúng ta sẽ sâu 3 hạt vàng.
dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 3 hạt. Tiến 3 hạt các bạn nhé. Một, hai, ba. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 3 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 4 hạt. 1, 2, 3, 4. Các bạn nhớ nhé. Bốn hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 1 hạt. Dây nào cũng được, chúng ta sẽ sâu 1 hạt. Chúng ta sâu 1 hạt nhé. Đấy. Các bạn nhìn, chỗ này nữa, chúng ta sẽ có vòng đôi 4, 6, 7. 7 hạt và cái chỗ này nó sẽ... nó sẽ làm dư lên hai cái hạt này để tí nữa cái cổ của con vịt ấy. Bạn nhìn cái cổ của con vịt ấy. Đây này. Ừ.